Hiện tại bây giờ mình qua thắng giới thiệu mình thấy là có anh Trương Minh Huy á, ngoài cái phân tích cái kỹ thuật ấy, còn cái chiêm tinh nữa, thì không biết cái chiêm tinh đó là thắng đã trải nghiệm qua chưa? Cái chiêm tinh tài chính á, thì đó là cũng là một mảng của phân tích kỹ thuật. Bản chất phân tích kỹ thuật nó có rất nhiều vấn đề. Các chỉ báo mà anh em được biết á, ví dụ như là Ichimoku này, MACD này, RSI này, rồi stochastic, cho đủ thứ các loại luôn. Nó chỉ báo nó hình như là khoảng tầm bốn mấy cái chỉ báo á khác nhau á. Thì trong đó, trong các cái mảng đó, nó có một cái mảng đó là cái mảng chiêm tinh. Cái chiêm tinh bản chất của cái câu chuyện đó, đó là sử dụng các cái tác động của giống như mặt trăng mà hay tác động đến cái việc thủy triều á, thì sử dụng các cái chòm sao và các hành tinh nghiên cứu về thiên văn á, để xem là nó tác động tới bởi vì một đời sống xã hội của con người ta, ngoài những cái tác động mang tính chất gọi là ta nhìn thấy được, thì có những tác động không nhìn thấy được là do cái vũ trụ nó tác động. Thì các cái đó là khoa học đàng hoàng, chứ không phải là cái chuyện là nói linh tinh. Nó có những cái ngày đó, thời điểm đó là cái việc giao hòa giữa các cái hành tinh với nhau, nó tạo ra cái tác động. Thì các bạn ấy đang nghiên cứu cái đó để tìm ra những cái tác động. Và cái này là, có một cái ngành này là ngành riêng của thế giới luôn, là chiêm tinh học tài chính. Ngành này rất là khoa học luôn, nhưng nó là một mảng về định thời gian. Nó nói đúng từ, nó là định thời gian. Tức là định cái khoảng thời gian, cái chu kỳ. Giả sử như ngành gì hay là trong cái cuộc sống của mình như này, nó đều có chu kỳ. Giả sử như ví dụ như là chu kỳ bao nhiêu năm thì một cái sinh vật đó nó sẽ thay đổi. Ví dụ như hoa, cỏ, lá xung quanh chúng ta đều có chu kỳ. Nhưng để hiểu được tại sao lại có chu kỳ đó thì nó phải do tác động của tự nhiên. Vậy nếu rộng hơn của tự nhiên thì là do tác động của ví dụ như sức hút của trái đất, sức hút của cái này cái kia. Thì đi vào chi tiết các bạn đã nghiên cứu cái đó và định cho mình những cái khoảng thời gian. Nó vẫn có xác suất đúng, tức là vẫn có cái xác suất mà sai á, sai nhưng mà nó sẽ bị fail lỗi ví dụ bao nhiêu lâu đó, cộng trừ bao nhiêu thời gian đó. Thì đó là cái mảng chiêm tinh. Thì cái mảng đó là mảng thực ra thắng có nghiên cứu qua, nhưng mà thấy rằng là phải bỏ rất nhiều thời gian cho nó, chứ không phải là chỉ nói chuyện nói chơi chơi là các bạn đã đưa cho một cái báo cáo là ngày đó như này ngày kia như kia. Nhưng bản thân như thắng là dân tuổi Châu, không bao giờ là tin bất kỳ cái thứ gì mà mình chưa hiểu rõ vấn đề của nó. Nên là nếu mà để dành nhiều thời gian để đi nghiên cứu sâu hơn về nó thì nó đúng thực sự là một ngành khoa học khá là phức tạp. Nó giống như kiểu mà anh em đã có bao giờ đọc qua kinh dịch chưa? Em đọc kinh dịch em bị tàu hóa luôn. Thật sự luôn, cuốn sách kinh dịch dày này, sau đầu nó đưa ra các quẻ các thứ mà để hiểu được nó cực kỳ khó luôn. Và cuối cùng em phải tự nhận với mình luôn là mình không đủ khả năng để mà nghiên cứu sâu về cái chuyện đó, nên mình bỏ. Tức là mình bỏ ngang ở góc độ là mình có thể học cái cuốn, cũng là một cái cuốn đó, nhưng mà là thiên thời địa lợi nhân hòa, thì cái đó mình đọc nó dễ hiểu. Nhưng mà đọc về kinh dịch với lại về các cái loại chim bốc rồi bói rùa, bói các loại lung tung ngày xưa, nó có cái hay của nó chứ không phải không được các bác ạ. Cái đó không phải là nó khoa học đàng hoàng luôn, không làm được. Thế nên là cái chỗ anh Huy á, anh làm được chuyện đó. Anh là người mà rất giỏi về ngoại ngữ. Trước là gọi là sinh viên xuất sắc của Đại học Kinh tế á, thuộc dạng top 3 đấy, và được giữ lại trường. Nhưng vì một vài lý do cá nhân thì sau này thì có một người khác chen vào vị trí đó, thì anh đã không còn là vào trường nữa. Nhưng mà anh đã được trợ giảng trong cái giai đoạn mà chưa có cái thông tư mới của chính phủ là phải là thạc sĩ trở lên thì mới được giảng. Thì anh đã được giảng chung với thầy Lê Đạt Chí với lại cô Phan Thị Bích Nguyệt. Anh ấy là giảng về phân tích kỹ thuật. Bản chất anh ấy lại không phải là dân phân tích kỹ thuật, mà anh là dân tài chính doanh nghiệp. Về mặt phân tích về tài chính á, thì nói chung là với Huy thì thắng có đã từng ngồi nói chuyện với Huy rất là dài, thì biết được rằng là Huy rất là giỏi. Trước đây thì làm cho Vietstock, phòng phân tích tài chính của trang web Vietstock á, rồi có làm cho một số quỹ nhỏ, thì rất giỏi về phân tích cơ bản. Nhưng mà Huy chọn một cái giải pháp khác, tức là gọi là cái đường ngách đi riêng cho mình, là vì là cũng là phân tích cơ bản, đầu tư thì cũng bị thiệt hại một thời gian, dẫn đến những cái mà phải não phải tư duy để tìm được cái giải pháp hợp lý, giống như anh vừa tìm giải pháp hợp lý cho chính bản thân mình á, thì anh Huy cũng tìm một cái giải pháp hợp lý. Thì Huy mới đi bắt đầu đi lồng về vào kỹ thuật. Thì riêng kỹ thuật thì cái gì trên đời này về các chỉ báo Huy biết hết, nhưng Huy lại đi tìm một cái ngách nhỏ hơn, đó là riêng cho mình mà ít người nghiên cứu đến, đó là chiêm tinh. Thì chiêm tinh nó là một mảng nhỏ trong phân tích kỹ thuật, nên là nếu mà ai thích ưng cái ngành đó thì theo Huy giao dịch phần lớn là giao dịch liên ngân, tức là liên thị trường. Huy giao dịch vàng và các cặp tiền tệ nhiều hơn là giao dịch chứng khoán. Huy giao dịch chứng khoán ở Mỹ và chứng khoán ở Nhật nhiều hơn chứng khoán ở Việt Nam, bởi vì Huy cho rằng là ở Việt Nam mình tính cục bộ nó còn cao quá, nên là Huy không tham gia có tham gia nhưng tham gia ít thôi.
và Huy có làm các dự án chung với thầy Lê Đạt Chí và cô Phan Thị Bích Nguyệt ở Đại học Ngân hàng. Nếu mọi người biết Đại học Ngân hàng thì đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh á, sẽ biết những người đó là khá là tốt. Nhưng mà mình tiện đây mình hỏi Thắng, anh em đây có ai đầu tư thêm cái forex không ta? Thế thì mình đã thấy một số người sau thời gian phải vô chứng khoán ở Việt Nam thôi, chuyển qua đó rất nhiều. Forex thì thực tế mà nói á, thì ở đây anh em không biết, nhưng kinh nghiệm của Thắng thì Thắng có tham gia. Nhưng mà vấn đề forex nó thuần túy về mặt kỹ thuật, thuần túy về mặt kỹ thuật. Mà kỹ thuật thì mình thực sự cũng không phải dám nói chắc, nhưng mà thực tế mình không quá giỏi để lường được các cái vấn đề mà, bởi vì phải nhìn mọi người phân tích kỹ thuật, rất nhiều người nhầm tưởng phân tích kỹ thuật là chỉ báo mua bán, không phải. Phân tích kỹ thuật là chỉ báo xu hướng. Hãy hiểu rõ bản chất của phân tích kỹ thuật. Phân tích kỹ thuật cho mình giống như là một cái bản đồ để mình biết mình đang đứng ở đâu và mình sẽ đi tiếp tục theo hướng nào. Còn đến được đích hay không, nó lại là một chuyện khác nữa. Nên là mình chỉ có dự phóng được rằng xu hướng thị trường đang là tăng. Nhưng mà tăng đến đâu thì đừng mọi người sai lầm ở chỗ là hãy dùng các mô hình. Tới sau này mọi người sẽ nghiên cứu sâu thì các bạn sẽ biết là có các mô hình cánh bướm rồi này kia tùm lum nó lạ. Bảo là điểm đến của giá, kỳ vọng giá và điểm đến của cái hỗ trợ kháng cự, chuyện đó là chuyện rất khó. Thực ra là chia sẻ thật là khó, không phải, không đúng như thế đâu. Bởi vì biến động thị trường nó là gần như là ngẫu nhiên. Mình chỉ biết xu hướng như thế và mình gọi là hôm qua Thắng có nói về cái chữ linh hoạt đấy ạ. Linh hoạt nó nằm ở chỗ là không bị bấu víu vào bất cứ kỳ một cái thứ gì ở phía trước. Đừng có định ra cho mình một cái đích đến rồi sau đấy buộc phải đến cái đích đó. Bởi vì thị trường nó là rất là ngẫu nhiên. Nó đến hay không đến thì nó còn phụ thuộc cả về doanh nghiệp, phụ thuộc cả về dòng tiền và cả về tư duy hành vi của những người tham gia nữa. Tư duy hành vi của những người tham gia thị trường chứng khoán Dow Jones, Nasdaq á, thì tư duy của nó là tư duy toàn cầu. Không chỉ mình người Mỹ mà người Anh, người Pháp, người Việt Nam cũng tham gia. Thì tư duy hành vi đó là tư duy nó mang tính nó, tức là cái tính ngẫu nhiên của nó cao hơn. Còn cái tư duy hành vi của như ở Việt Nam mình mà đặc biệt là đi vào chi tiết, anh chị ai cũng biết cái cổ phiếu Faros chẳng hạn, thì làm gì có cái tư duy đố phân tích kỹ thuật được đấy, đố ai phân tích được đấy, sao phân tích? Hay là ví dụ như Hòa Bình chẳng hạn, vừa rồi nếu dùng phân tích kỹ thuật là bán hết ở cái cây nến mà em bảo là cây nến xấu á, cây nến mà gọi là nó hôm bữa khớp lệnh là cả ngày nó tăng quá trời, sao nó đạp bụp cái cuối phiên xuống á. Nếu mà đúng phân tích kỹ thuật thì sẽ bán hết ở phiên đó. Đấy rồi. Đây bay xuống là 6 mấy. Nên là cũng là đi tiếp cái câu hỏi của anh là tham gia thì cũng không sao. Nhưng mà Thắng dám nói rằng là 99.99% tham gia là mất tiền. Mất ở đây không phải là mất ở cái chuyện mình không giỏi để kiếm được tiền, mà mất nó nằm ở cái cốt lõi thế này này. Ngành forex, tức là cái ngành mà gọi là các cặp tiền tệ và đầu tư vàng á, nó có một cái tỷ lệ vay đòn bẩy cực kỳ cao. Một đồng có thể vay được 93 đồng, tức là mình có một triệu mình có thể vay thêm 93 triệu nữa để đầu tư. Thì cái mất ở đây tức là mất cho cái đơn vị trung gian thu phí của mình, nó gọi là thu cái tiền sâu á. Thì bởi vì đơn giản là tôi không cần biết anh đánh đời hay đánh lỗ, nhưng cái tiền sâu, bởi vì tiền sâu của mình không chỉ đánh trên cái vốn của mình mà đánh trên 93 đồng vay nữa, nên cái tiền sâu đó rất là lớn. Anh chị mà nếu sử dụng tỷ lệ margin của chứng khoán 1:1 đã thấy là cái tiền phí đã rất là nhiều rồi, mà ở đây tỷ lệ là 1:93 thì mất ở đó nhiều. Tức là cái thằng mà cứ đi mời chào anh chị ạ, thằng đó là cái thằng mà gọi là ngồi không mà ăn tiền. Em là broker em hiểu chuyện đó. Và khi tỷ lệ margin cao như thế, anh chị chỉ cần cái việc mà đúng sai có thể là 5 năm. Nếu anh không giỏi, anh gọi là vô ngẫu nhiên á, là 5 năm. Anh giỏi hơn chút thì đó là 7:3, nhưng anh mất nhiều ở cái phần đó thì anh chết. Anh chết ở đó. Và thị trường nào nó cũng áo diệu vô cùng, gọi là áo diệu vô cùng. Những cái đợt như Brexit, những đợt giống như gọi là thiên nga đen mà gọi là những cái bất thường á, thì gần như các tài khoản trên thế giới đều cháy hết, không phải mình tài khoản của anh em mình. Tỷ lệ margin cao như thế, cái phiên bữa mà Brexit mà anh trưng cầu dân ý á, có tới khoảng tầm 1,8 triệu tài khoản trên thế giới bị cháy do cái phiên hôm đó. Bởi vì nó dao động 10%, mà bây giờ mình có 1 đồng, mình vay 93 đồng, biên độ dao động của cái ngày hôm đó là 10%, đảm bảo á, cửa trên cũng cháy, cửa dưới cũng cháy luôn. Bởi vì nha, nó kéo dưới cháy, kéo lên trên cháy. Tức là ngày hôm đó là ví dụ như anh bui, tức là anh mua hoặc anh bán, em nói tiếng Việt luôn, anh mua hoặc anh bán, thì anh mua vào thì khi mà lúc mà nó kéo dập xuống thì cháy tài khoản, nó kéo ngược lên cháy tài khoản của thằng ở trên, tức là thằng mua thằng bán đều cháy hết. Thì trong lịch sử thế giới nó có rất nhiều những cái phiên gọi là thiên nga đen như thế, và nó sẽ gọi là nó giống như là gọi là phá đi xây lại á, nó đập cho tất cả các tài khoản cháy luôn một hôm đó, sau đấy là xây lại từ đầu, có chuyện đó luôn. Và nó cũng cái đấy là gọi là những kiến thức chuyên sâu em chia sẻ, cái đó là có thật. Anh chị sau này nghiên cứu chuyên sâu và sẽ biết được những chuyện đó. Tức là xây dựng mô hình kinh tế trên toàn cầu nó đều có những cái lõi của nó.
ở Việt Nam thì sẽ có những cái loại gọi là nó gọi là cái nhóm tạo lập. Tất cả mọi cái nền kinh tế hay một vấn đề đều có tạo lập, nhưng cái tạo lập nó tác động mang tính chất gọi là cố tình hay là chỉ tác động mang tính chất gọi là hỗ trợ hay là tác động mang tính chất ngẫu nhiên. Thì trên thế giới tài chính toàn cầu nó cũng có những cái nhóm, ví dụ như là các cái gia đình lớn trên toàn cầu, hay là ví dụ như là cái gọi là tầng lớp của những người Do Thái, hay là ví dụ như nước Mỹ nhưng mà cái người mà tác động tài chính của nước Mỹ thì lại là một nhóm ở người Anh. Bản chất người Mỹ ngày xưa là do người Anh mà di cư sang, nên những cái việc mà liên quan đến các ngân hàng lớn của Mỹ á, lại do người Anh cầm quyền. Nhưng là cái câu chuyện mà về mặt chính trị thì em không tiện phân tích chi tiết, nhưng về mặt tác động của kinh tế đến chính trị là có thể là người châu Âu vẫn tác động đến người Mỹ, hoặc ngược lại, bây giờ người Mỹ nó hay quá, nó tác động đến cả toàn cầu nữa. Thì chuyện này thì nói chung mình bàn hơi sâu và xa, nhưng mà để nói cái chung như thế để thấy rằng là cái ngành đó thì người giỏi vẫn kiếm được tiền bởi vì tỷ lệ đòn bẩy rất cao, nhưng mà phần lớn là người không giỏi, chưa giỏi, nên vào đó là đốt tiền là nhanh nhất, tốc độ cháy của nó rất là nhanh luôn, chỉ đếm khoảng tầm, bởi vì nó giao dịch 24 giờ luôn, đếm 1, 2, 3 cháy, em bỏ vào 1.000 đô mất 1.000 đô, bỏ vào 5.000 đô mất 5.000 đô, bỏ mấy mất đấy, đảm bảo luôn, đây là cái kinh nghiệm thực tế luôn, tức là ném vào đó tự nhiên nghe teng teng à thì biết là cháy tài khoản rồi đó, bởi vì đơn giản là mình mua kinh lắm, ví dụ mình bỏ vào một cây vàng mình có thể mua được hơn 100 cây, thì đương nhiên là biến động giá của nó là vèo cái là thành triệu phú ngay, vèo cái mất tài khoản ngay, nên là chưa kiểm soát được cái việc mà gọi rủi ro nhỏ, đừng bao giờ nghĩ đến kiểm soát rủi ro lớn, những cái đó là rủi ro cực lớn. Thì lấy gì để kiểm soát? Anh chị đủ thông tin trên thế giới mà thực ra không ai đủ thông tin hết ạ. Thông tin ví dụ như là những biến cố về mặt chính trị dẫn đến việc thay đổi về mặt giá dầu, giá vàng, giá các cặp tiền tệ, không ai có thể kiểm soát được. Cái nhỏ ví dụ cái cốc trước mặt đây kiểm soát có khi loang quạng nó dơm đất, đừng nói kiểm soát thế giới, không kiểm soát được đâu. Nên ngành đó thì khi nào thực sự rất giỏi thì em cũng không, em cho rằng là đó là một cái cơ hội để kiếm rất là nhiều, nhưng mà nhiều người không hiểu, không rõ, thì nhiều cái buổi hội thảo chúng nó nói rằng là vào đây đi để chúng nó chơi cái tiền sâu á, chứ không có vào đây đi hết ra. Còn người giỏi thì không nói làm gì, người rất giỏi thì không nói làm gì cả, những người rất giỏi thì người ta lại không phải gọi là quá chỉ là cái nó theo cái hướng là cứ kêu gọi nhưng mà không chỉ cho người ta được cái cốt lõi của vấn đề thì người ta sẽ hiểu sai lầm, chứ còn không biệt thị ngành nào hết. Ngành đó cũng là ngành mà rất nhiều người đã kiếm được. Có một anh ở bên Sinh, người Sinh, người Hoa gốc Sinh ấy. Nó còn lúng loạn cả thị trường vàng, nó bán ra đến mức là nó bán ra gần 8 tỷ đô la Mỹ, nó bán lúng loạn rồi đó, nó vay mà nó bán lúng loạn, giống như hay là câu chuyện của Soros ấy, mọi người biết về ông đấy, ông đập nát cả nhiều ngân hàng trên thế giới luôn. Vừa rồi ông định đập ngân hàng Trung Quốc nhưng mà ông ấy chết. Năm vừa rồi là quỹ đầu cơ duy nhất lỗ, đó là quỹ đầu cơ của cái gì quan tâm của Soros ấy. Là trả đập tính đập luôn cả ngân hàng Trung Quốc, nhưng mà ông mới sai lầm ở chỗ là thị trường ngoại hối của Trung Quốc quá lớn, cái vụ mà đập mà cho đồng nhân dân tệ mà ảo diệu vô cùng, đập nó chính là ông ở trong ngoài, và ngày nào cũng thấy báo trên báo, ví dụ như Bloomberg hoặc CNN các thứ là các cái bài đăng về là Trung Quốc sắp chết rồi cái kia, toàn ông phát biểu không ạ. Ông ấy tính là một vụ thương vụ gọi là để đời cuối cùng để là đập chết Trung Quốc theo hướng là gọi là gây ra là bất ổn chính kinh tế sẽ gây dẫn đến bất ổn chính trị á. Nói chung là tất nhiên là sẽ có tay hỗ trợ, tiền của ông thì đương nhiên quỹ cũng lớn, nhưng mà phía Mỹ đứng sau, hoặc là cái đó mình không biết nhưng mình dự đoán thôi, thì nó sẽ định tính là táng luôn cho đồng nhân dân tệ, chết luôn cái đợt mà năm ngoái á, anh chị nhớ không, nhưng mà cuối cùng thất bại, nên cái kết cuối cùng đó là quỹ của nó đợt quỹ đầu cơ lỗ trong năm 2016. Đó là cái câu chuyện em biết là về thế giới, để nói chơi về forex thì các thứ mọi người hiểu hơn. Cậu em thử ý kiến đi à? Em thì em học ngành tài chính doanh nghiệp, em cũng mới ra trường 2 năm thôi. Em có nộp đơn chứng khoán mà không được nhận. Anh em chuyển qua bất động sản. May mắn là làm cũng được, cũng sống được, cũng có dư. Anh em giờ chuyển qua quay lại đầu tư, em thích từ nhỏ rồi. Mà em đầu tư theo hướng là cơ bản thôi. Không có tin tức, không có gì hết. Đó. Nhưng mà em thấy cũng có nhiều cái lắm, như cơ bản mình mua cái đó mình để lâu dài. Trong quá trình lâu dài nó có lúc nó tăng mạnh, lúc nó điều chỉnh thì người ta lại ăn trong cái giai đoạn đó. Em thấy nó có nhiều cái linh hoạt quá nên em muốn đi em giao lưu học hỏi thử cái đó. Tư duy của em vẫn là lâu dài, vẫn là cơ bản thôi, em không muốn kiến thức nên là đầu cơ. Như vậy thì bạn có thể rất nhiều kiến thức về tài chính,
Sau này thì có thể là sẽ nhờ bạn hỗ trợ thêm về những cái gọi là phân tích rất là giản đơn về về các doanh nghiệp theo phương pháp phân tích các cái kiến thức bạn học á. Cái đó rất là hay, bởi vì không phải là có thể những người ngồi đây biết hết, nhưng 90 triệu dân khi mà Thắng Lằng làm livestream á thì rất nhiều những người làm ngành nghề khác không hề biết chuyện đó luôn. Những thứ rất giản đơn của các kiến thức tài chính doanh nghiệp của các bạn học thôi, ví dụ phân tích doanh thu như thế nào, hiểu như thế nào, ví dụ tỷ lệ tăng trưởng như làm sao, những cái đó là những cái là mà thực tế là phải cần cái sự chia sẻ của nhiều anh chị em. Mình Thắng làm không nổi, không hết được chuyện, nên là ví dụ như là có thể có những cái slide ngày xưa các bạn hay làm á, sau đấy quay lại bằng video gửi cho Thắng, Thắng sẽ là hứa sẽ là người phân tán cái đó đi để cho mọi người cùng hiểu. Xin chào anh Lợi. Dạ. Thì mời anh đây ạ. Thì cái đó cũng là cái hay đó đó bạn, thử làm thử đi, nếu mà được mình sẽ chia sẻ cái đó cho mọi người. Dạ. Ok. Mời anh đi. Loạt đi. Mình thì sao nói là mở tài khoản chứng khoán thì chắc cũng 2 năm 2007 gì đó. Dạ. Hồi đó thì cũng nhà đầu tư gì đó. Nhưng hồi đó là vào nhưng mà mua không được. Mua được cứ tranh nhau là đăng ký ra. Đăng ký mua không được là chán là bỏ. Bỏ thì năm 2008 thì cũng quay lại mua đúng gặp đúng cái đỉnh. Tức là mới bỏ chút tiền thăm dò cái lại cái lỗ là chán lại bỏ. Cái năm 2013 thì cũng lại quay lại. Nói chung là hồi chơi kiểu như là đi trong bóng đêm thì không chẳng biết gì hết, cứ thấy cứ ai nói gì thì cũng mua theo. Là năm 2013 thì lại cũng vào mở tài khoản mua số cổ phiếu, lại thấy cũng lỗ nữa, là chán lại bỏ. Thì cũng bỏ tới cuối năm vừa rồi. Năm vừa rồi thì thực ra thì mình làm bên nhiều ký thì nói chung là công việc về thu nhập nó cũng ổn định thì thôi, nhưng mà sau đó thì bây giờ mà cũng biết cái đầu cũng xuống quá, thì cái đầu cũng thấy suy nghĩ làm cái làm gì đó ngoài ra. Thì công việc của mình thì giống như là ngồi trong văn phòng, mình quản lý hệ thống trong phòng, thành ra là bây giờ ngồi suy nghĩ ngồi kiếm một cái công việc khác như là mở công ty cái gì đó đối với mình nó quá khó, tại vì mình không có thời gian để mình chạy ngoài được. 8 tiếng về nhà con cái là thôi đuối rồi. Tại vì thì suy nghĩ thì cũng có một cái cách mà hay nhất là mình làm cái gì đó mà mình có thể quan sát được qua màn hình. Yeah. Đó thì lại tình cờ lại ngồi mở cái tài khoản ra thì thấy có cái chứng khoán có những cái nó lời tới 100%, có những cái mình chưa biết luôn rồi. biết luôn. Dạ. Thấy áo cái thêm cái này lúc đó thì đầu rồi thấy giá cũng có một số cái cũng tăng thì cái này chắc cũng có lẽ mình nếu mình quay lại mình tìm hiểu bài bản thì chắc có lẽ cũng được. Đó, thì bắt đầu cũng tập thì cũng lên mạng cũng theo dõi rồi các diễn đàn này nọ, thì cũng tình cờ thì cũng có anh đi thì ông cũng là dân kỹ thuật và ông cũng theo chứng khoán nhiều năm rồi. Đó thì ông cũng có hướng dẫn để phải phân tích doanh nghiệp, nhưng mà cũng phải biết phân tích kỹ thuật kết hợp xu hướng thì đó cũng chỉ là ông trên bắt đầu mình mới theo thấy là cái gì đó nó rõ ràng hơn. Đó thì mình có đi học thêm một số lớp về phân tích căn bản về phân tích kỹ thuật nọ thì thấy nó thôi bây giờ những ngày trước thì nó cái cách nhìn mình cũng biết nó rõ ràng hơn rồi. Thì mình tham gia thực sự cũng khoảng 3 tháng tích thì may là không nổ thì cũng có lời, nhưng mà vẫn chưa tự tin lắm. Thì mình cũng xác định là cái công việc cái chứng khoán thì có thể là mình ngoài cái công việc chính mình ở công ty thì mình mới có cảm thấy nó phù hợp cái công việc tại mình. Chứ còn kêu bao giờ mà mở một cái cửa hàng hay là làm cái business gì khác thì mình không có thời gian là để làm cái đó được. Hiện nay thì chắc là bên đó thì chắc lương bổng của anh chắc là ổn, cũng khá là. Nói chung thì cũng tạm được so với, nhưng mà nó cũng bị cắt nhiều. Yeah. Toàn ngành đang bị nặng quá cho nên là. Anh chọn đúng cái chỗ đấy, em thì bản chất ngày xưa cũng là dân công an. Yêu cái ngành này cũng vì cái lý do giống anh nói á. Tức là cũng tìm một cái thứ gì đó mà. Và bây giờ đang còn có ý tưởng luôn là ngồi ở một cái chỗ nào đó gọi là xa xôi hẻo lánh, ví dụ biên cương hải đảo mà vẫn có thể kiếm được tiền. Thực tế là mà nói á, thì ở đời sống của mình ở Hồ Chí Minh như này, với thu nhập mà khoảng 10 đến 15 triệu á, khó sống rất là nhiều.
Nhưng mà nếu như mà ngồi ở, ví dụ giả sử quê nhà em chẳng hạn, với 10 với 15 triệu thì sống rất là khỏe luôn. Cái gì ăn uống cũng cũng rất là tốt, thậm chí điều kiện học hành con cái cũng có những nhiều nhiều cái tốt hơn ở đây. Bởi vì ở đây đảm bảo đó, đi học con cái đón, đưa đón nhiều thứ vấn đề lắm. Nhưng mà nếu như có những cái vùng mà ví dụ như vùng quê Thanh Hóa nhà em chẳng hạn, cái việc mà điều kiện học hành rất tốt luôn, không phải là không tốt đâu nha, rất tốt luôn nha. Mà đứa nào đi ra cũng là thi đậu rồi làm cái này cái kia cũng tốt. Nhưng cái chuyện mà cái mức sống nó lại thấp. Với thu nhập 10 đến 15 triệu ở quê nhà em nha, đảm bảo sống khỏe nhất làng luôn đấy. Nhưng mà vấn đề nó nằm ở chỗ là mới 10 đến 15 triệu ở Hồ Chí Minh này thì sống khó muốn chết luôn. Nên là cái ngành chứng khoán hay là một cái ngành nào đó mà sử dụng internet. Em về quê ăn Tết rất là sớm, 17 âm lịch đã về rồi. Nhưng mà mọi người bảo sao mày về sớm vậy? Đảm bảo là những giờ giao dịch em vẫn phải cắm mặt vào cái máy tính. Nhưng mà cái câu chuyện đó là câu chuyện là công việc phải làm. Thì ý là nếu như ở quê mà làm được chuyện đó, hay là anh ngồi trong phòng máy, ngoài chuyện lương của anh nha, kiếm thêm được thu nhập nữa, đó là cái giải pháp rất là hợp lý. Ngày em chỉ ước một thế này, ước thì bây giờ em vẫn làm cái chỗ cái đơn vị cũ á, là cũng là dân kỹ thuật của, chính xác là một đơn vị của ngành công an cũ, vẫn ngồi đó, công việc rất nhẹ nhàng luôn. Lương bây giờ nếu đeo hàm em là đại úy rồi, thì bây giờ đại úy mà ngồi mà đánh chứng khoán, đảm bảo với các anh chị luôn là tuyệt vời luôn, nhà nước nuôi đánh chứng khoán sướng không? Thế là đời sướng chứ. Bây giờ thực ra có người lo cơm, có người lo cơm rồi, còn sau đấy mình chỉ còn ngồi gõ thì giống như anh sáu mấy tuổi còn đánh, đúng rồi anh, sáu mấy tuổi thì em lại về hưu nữa, lúc đấy lương thượng tá chẳng hạn, sau đấy ngồi đánh chứng khoán giống như anh, giống như anh bây giờ là kỹ thuật đúng không, lương tháng em cho là 10 triệu đi, bây giờ cứ có cái 10 triệu là ngành dầu khí nuôi rồi. Còn chứng khoán không vội, đừng vội, Hà Nội không vội được đâu. Cứ bình tĩnh, tìm đúng vị trí, búp cái, kiếm một tí, gọi là thu nhập tăng thêm thôi mà. Mình đâu có khe chuyện đó. Thì cứ từ từ như thế chắc kiếm được ăn, em nghĩ thế. Cho em xin ý kiến của các anh làm xuất nhập khẩu đi ạ. Anh thì nói chung là mỗi lần anh vô thị trường làm chứng khoán nữa là không có thường xuyên. Tức là 2-3-9, tức là lên đỉnh điểm làm cũng tốt mới, xong rồi rút ra. Lúc nó xuống 200 mét cũng giờ hốt mà hết cái đi ra rồi khoán nó mới vô, cái lần bỏ lâu thì chứng khoán là được kiếm được tiền, nhưng không giờ kiếm được tiền, nhưng mà thua làm ăn không à, chứ không có thua được chứng khoán. Nhưng mà anh thì thấy cái xu hướng mà là thấy ta ca nhiều quá, là biết là cái thời điểm nó đang đến đó là mình vào. Dạ. Yeah. Đó. Là... giống như là chơi bài cào. Cái tụ tới tới cái lũi vô chơi ăn vài bạc vô. Rồi. Thấy mà khi mà nó lộ quá, bà bán rau mà cũng chơi là thấy là đầu chạy. Yeah. Thì anh là kinh doanh trên cổ phiếu thì anh không có gần gì mấy. Nói chung là không có hiểu nhiều về cổ phiếu. Hồi xưa mua cũng vậy. Cũng vô là thấy nhắm cái con nào mình thấy nó xanh nó là rồi là cạnh nó thấy nó heo thì cho xong là đầu quốc á là cứ lộng nó về cứ cái khoảng thời gian nào mà xuống đỏ là mình nhảy ra liền. Yeah. Cứ nhảy ra liền thì do mình không có kinh nghiệm, không có hiểu biết nhiều, cho nên bây giờ mới đầu học lại thì thấy là mình làm ăn hoài mốt thì mình lớn tuổi vậy, làm cái gì cũng có thể ngọn chỗ để mình kiếm thêm tiền. Yeah. Thu nhập cái tăng nhập thì mình không có làm nhà nước, cũng là mình kinh doanh riêng mà có một kinh doanh thì có lúc lên lúc xuống, đâu phải là thuận lợi như mình đó. Mình thấy là chứng khoán là hợp với mình nhất, mới là tham gia lại, học hỏi lại để mình nâng cái hiểu biết của mình. Em thì em có tổng hợp cái ý của anh là anh thì nên theo Trương Minh Huy lên một ít hôm. Anh cái cách giao dịch của anh là giao dịch theo sau xu hướng, tức là nhìn thấy xu hướng là vào, không có thì nghỉ cả mấy năm cũng không sao. Vậy là cái anh Trương Minh Huy á, anh ấy có một cái cuốn sách về giao dịch sau xu hướng, gọi là trên following á, là giao dịch sau xu hướng, là cứ nhìn thấy rõ ràng xu hướng, tức là bắt đầu thấy ví dụ như là cái tín hiệu của việc mà một cái xu hướng của chu kỳ á, anh vào. Sau đấy khi thấy mà ai nhà người người chơi chứng khoán á, mà thấy có một cái xu hướng dấu hiệu của chuyện là gọi là đạt một cái mức nào đó á, thì anh nghỉ. Cái đó cũng là cái hay, anh còn kiên nhẫn hơn cả bạn ở bên cạnh. Tức là cái phương pháp đó, nhưng mà anh không thì hôm nào đấy em mua em tặng anh một cuốn sách của bạn đó, bạn đã viết rất chi tiết, bạn đã khá là có một, bạn đã có khoảng tầm 8 cuốn viết sách luôn, bạn viết sách 8 cuốn. Thì có một cuốn mà em thấy hay, đó là như mấy cái chim tinh hôm nay bạn hỏi á, thì mình cũng có đọc qua nhưng mà nó không dành được. Nhưng một cái cuốn mà rất thực tế đó là giao dịch sau xu hướng. Hôm nào đấy em mua em tặng anh một cuốn, anh đọc cuốn đó thì cách làm của anh giống bạn đó, tức là nhìn thấy xu hướng rõ ràng, nhìn thấy một cái trend dài hạn, anh mua vào. Do đấy là để chờ kiếm một cái thời gian nào đó kiếm lợi nhuận, xong nhìn thấy rõ xu hướng để giảm giá anh nghỉ không chơi nữa. Thì bây giờ
chứng khoán là mình thiếu, không phải là giỏi gì, nhưng mà tại vì mình vô đúng, đúng rồi, cứ hốt à, tức là không, lúc nào cũng là, thậm chí những cái lúc mà hai là sáu là bảy cũng là khẩm luôn á, bỏ vô là tài khoản lên gấp 3-4 lần luôn á, mình nhảy ra 200 mấy điểm mình cũng nhảy vô, hốt mớ khúc lớn luôn á, đó, khoảng mới vô là khoảng tháng 10 là mới vò thôi. Là chút đỉnh thôi, tháng 12 mình mới lên mạng mình có thấy được cái của thắng á, đó mình mới tham gia, tức là mình thấy cảm thấy cái kiến thức mình quá yếu, thực sự là quá yếu, nhưng mà đang mình hên, nói chung là mình hên thôi, đó, thì giờ mình đang có học hỏi nên mình thấy là cái đầu mình sẽ còn tuổi đầu mình không còn nhỏ nữa, tầm nếu mình qua cái 50 tuổi thì cái mùa này nó tính là cái đường khác rồi, mùa này đúng rồi, mình phải theo tham gia rồi để mình học hỏi giao lưu để mình minh cái kiến thức của mình lên. Xin cắt mà anh em chút xíu, có ông anh này lợi bên SSI tạo hòa thạch anh nhỉ? Anh lại về hội sở rồi. Anh về hội sở rồi dạ. Em là anh của thắng đây. Dạ dạ. Cũng qua đây giao lưu người dạ. Chia sẻ hỗ trợ với anh luôn. Dạ. Thì cũng xin tiếp lời anh vừa nói là anh chơi toàn thắng từ 2008 đến trước kia. Thì trước là chứng khoán nó có kiểu đánh theo mùa. Hầu như tất cả là quý 1 tháng 12 ấy, đến tháng 3 là ai chơi cũng thắng. Đó, hầu như ai vào sau tháng 3 đều chết hết. Và mỗi năm đi mùa thì kéo dài 3-4 tháng thì cứ vào đầu mùa vào là ăn hết. Đấy, mà cứ con nào trần phát là nhảy vô là mua là ăn. Đấy, kiểu như vậy. Nhưng mà từ 2015 giờ nó chuyển biến là thứ khác. Sống quanh năm, không biết lúc nào là mạnh nhất cả. Đấy, lúc nào quanh năm và các cái ngành dẫn dắt là nó luân chuyển nhau. Và cũng không có tình trạng là tăng ồ ạt cùng tăng và giảm ô hoạt cùng giảm đấy, trừ những trường hợp như những sự kiện lớn, sự kiện Brexit chẳng hạn thì ảnh hưởng một vài phiên và nó lại mặt lại. Thì khi mà thị trường nó đi theo vận động một cái hướng như vậy thì môi giới hay nhà đầu tư cần trang bị cho mình kiến thức để nắm bắt cái cơ hội trong một cái xu hướng mới của thị trường, đó là chơi chứng khoán quanh năm ngày tháng. Và nhiều người nhận thấy đây là một cái cơ hội để biến thành cái nghề chuyên nghiệp, bởi vì quanh năm lúc nào cũng có sóng, lúc nào cũng kiếm được tiền, vậy thì mình theo cái nghề này luôn. Còn ngày xưa là cái nghề nó chỉ tồn tại có 3 tháng thôi, cứ 3 tháng ào lên rồi lại giảm, đau chen rồi lại cuối năm lại lên khác nữa. Thì bây giờ nó là một cái nghề, nó cũng đi theo cái tiệm cận với thị trường chứng khoán phát triển, là nó cũng sóng quanh năm, nó cũng kiểu dần dần cái thị trường Việt Nam nó sẽ biến động như vậy, chứ không phải là hôm nay tăng 30% rồi ngày mai giảm 30%. Cái nền kinh tế nó không phản ánh như vậy, nên là chứng khoán trước hay sau thì nó phải đi phản ánh nền kinh tế, chứ không một cái nền kinh tế nào mà trong năm lên xuống như này cả. Mà nền kinh tế nó cứ luôn luôn đi lên, GDP hàng quý nó vẫn luôn luôn phát triển như vậy, thị trường chứng khoán nó sẽ luôn luôn như vậy. Nếu như mà anh nó nhảy vọt lên quá, anh đi xa cái gác quá, buộc anh phải kéo lại, mà anh giảm mạnh quá buộc anh kéo lại, thì hai cái đường đồ thị nền kinh tế và chứng khoán buộc trước sau thì nó sẽ dao động đi song song với nhau đấy. Và luôn luôn thị trường luôn luôn họ tạo ra những câu chuyện như đấy. Và một cái thị trường bền vững là thị trường khi nào có cái nhóm ngành dẫn dắt. Và giống như Mỹ đúng không anh? Chứng khoán Mỹ em thấy là lên quá trời mà nó cứ... Chứng khoán Mỹ vừa rồi là cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt. Đúng, cổ phiếu Mỹ, ngành ngân hàng dẫn dắt. Thì tại sao lại phải có cổ phiếu dẫn dắt thì nó mới có thể là tin tưởng thị trường, bởi vì như thế này. Nếu như không có cổ phiếu nào dẫn dắt thị trường, chứng tỏ là tất cả các nhóm ngành đều bị đắt, đều bị định giá đắt. Đấy, và không có ngành nào bị rẻ cả. Đúng không? Buộc là thị trường phải xuống. Đó. Không có ngành dẫn dắt thì chứng tỏ là cái không có, tức là không có ngành tiềm năng tăng trưởng nữa, thì buộc là thị trường phải điều chỉnh xuống để tạo cái cơ hội phải về cái mức giá rẻ, lúc đó mới động lực được. Đấy. Em cắt lời anh Lợi đi, là bởi vì bọn em đang muốn làm mỗi người một ý kiến xem là có tìm ra được cái sáng kiến nào nó hay không. Đúng rồi. Thì là nên là em cứ mỗi người ví dụ như là giả sử như nói, ví dụ như trao đổi riêng ý kiến của mình nhá. Nên là ra sau đấy ví dụ như là còn chỗ nào thiếu thì ví dụ em anh Lợi hoặc là mọi người đây có ý kiến gì thì góp thêm vào, mọi người góp vào tí, biết đâu ta tìm ra một cái giải pháp hợp lý, cái làm nó tốt hơn. Tất nhiên là mỗi người có một cái gọi là cái hay riêng của mình, học hỏi nhau là quan trọng, gặp nhau là để học hỏi nhau là quan trọng, không phải là em đưa tư duy của em sau đấy mọi người phải theo cách của em hay là như này kia. Giống như anh này anh có cách rất là hay này, anh là giáo viên anh ạ. Anh là giáo viên, hoặc là ví dụ như anh đồ họa, hay là mỗi người có một cái cách nhìn khác nhau. Thế nên là em muốn là xét lại các cái nhóm chơi với nhau là để chơi gọi là anh em bằng hữu với nhau.
em hồi nãy em có nói với cả nhà như thế. Thì cái nhóm của mình đây á, thì ở Hồ Chí Minh thì cái nhóm bọn em thì có khoảng tầm hơn 10 người, hơn 12 người. Thì thế nên là mỗi cái buổi như thế này á, ví dụ như hôm nay em có gọi là được cái anh Lợi cùng đến là chia sẻ với anh em. Sau này nếu như được em sẽ gọi là mời một số người là chuyên về dân phân tích ở bên em hoặc là bên SSI hoặc là bên HSC sẽ tham gia các buổi riêng với anh em mình để hỗ trợ mọi người về các cái kiến thức. Cái đó nó là cái đáng quý, cái đó là mỗi cái mà ví dụ như anh chưa biết, tôi chưa biết, nhưng mà có cái anh đó, anh làm cái nghề đó, anh ấy chuyên cái việc đó, anh ấy sẽ chia sẻ riêng. Ví dụ như giả sử nếu mà em mời được analyst về gọi là chuyên phân tích về hòa bình thì em đảm bảo tất cả mọi người ở đây hỏi về cái gì về hòa bình bạn ấy cũng biết, ví dụ thế. Thì em sẽ mời từng như thế. Thì cái ý tưởng của em là bởi vì em xét nhóm có thu phí nên em thưa với anh chị là em có kinh phí để làm việc đó. Em có thể thuê các bạn 2 tiếng trong buổi thứ bảy đến đây từ 10 giờ đến 12 giờ. Em trả cho các bạn mỗi bạn là 500 nghìn hoặc 1 triệu trong vòng 1 tiếng. 2 tiếng 2 triệu ok, em trả được cho các bạn đó. Thì anh em ta sẽ hỗ trợ về mặt kinh phí đó để em làm cái chuyện đó. Thì chắc chắn em hứa với anh chị luôn là có thể là chưa được cái này luôn, nhưng cái thứ mà có thể có một người nào đó ngồi bên cạnh em cùng trực tiếp là chắc chắn sẽ có trong sắp tới. Em đã mời được 3 bạn rồi, 2 bạn là trưởng nhóm analyst của bên em luôn, một anh nữa là giám đốc chuyên về quản lý các quỹ đầu tư á, anh đó là anh Quý. Hôm qua thì cũng chia sẻ với lại anh chị em là cũng cái này cái vui này, vui thì em cũng cái vui thì chia vui với mọi người thôi. Em làm cái món này này thì có một cái anh ở quỹ đầu tư của Nhật mà là bạn của cái anh Quý em vừa nói á, có hỏi là ủa mày có biết cái thằng Thắng nào, Lê Văn Thắng nào nó ở công ty mày không? Mà tao thấy lâu nay tao cứ nghe thấy nó là livestream mày cũng hay xem. Quý đấy cũng 200 triệu đô đấy. Thì anh Quý hồi sáng anh có sáng hôm qua ngồi uống cà phê anh mới nói mà bảo mày đạo này nổi tiếng nhỉ. Thế là mai mốt cho anh tham gia với. Ok thôi, thế là cái đó cũng là cái vui, đồng ý là nếu như mà sau này anh có chia sẻ những vấn đề này kia, ví dụ như trực tiếp thế này, ví dụ anh Quý ngồi đây, anh Lợi ngồi đây, em nói chuyện thì cũng là cái rất hay, cái tuyệt vời là đó. Thì anh em mình nhiều khi tiếp cận được những thông tin đó là cái tốt. Còn phí đóng cho em để em thuê mướn hoặc là thuê các bạn làm chuyện không đáng đối với anh em mình. 200 nghìn, 500 nghìn trong một tháng thì đấy, nó không có ý nghĩa gì quá lớn về mặt tài chính. Có thể đó là chỉ là bớt đi vài cuộc nhậu là nó xong thôi. Nhưng cái đó em muốn là người kết nối cái đợt đó nữa. Em muốn kết nối nhiều hơn thứ nữa. Và sau này em hứa với anh chị một thứ nữa đó là em sẽ làm các cái riêng em làm, và em sẽ thuê một số bạn có trình độ CFA luôn. Các bạn kia nếu mà dân tài chính sẽ biết em sẽ thuê một số bạn có trình độ CFA bên hội quán doanh nhân. Hiện tại bây giờ các bạn bên hội quán doanh nhân á, là các bạn đang học CFA level 1, level 2. Thì các bạn CFA level 3 sẽ dạy các bạn level 1, level 2. Nhưng các bạn level 1, level 2 đang là sinh viên á, sẵn sàng gọi là chia sẻ một gọi là giống như là tình nguyện viên. Để chia sẻ những kiến thức đó, em cũng sẽ quay các video gửi cho các anh chị cái chuyện đó. Các bạn ấy rất vui với chuyện đó. Nhiều khi những bạn sinh viên rất nhiệt tình, làm không vì cái chuyện